Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay là một ngày hửng nắng đẹp trời anh em ạ. Nên mình đang đi thăm bãi rắn. Ở đây mình cái khu bãi này là bãi nghĩa địa nhá anh em ơi. Đây là rừng nó rậm nhưng mà người ta chôn ở bên trên này là nghĩa địa này. Đây vẫn còn lăng mộ bên trên cao này. Trên vườn bãi trên này. Đây là khu rừng rậm. Đây. Trong này mình có đánh một cái lồng rồi. Anh em lưu ý nhé, anh em đánh lồng thì phải lưu ý là anh em đánh cao quá không được đâu. Đây ví dụ thường thường anh em đánh chỗ đẹp ấy, đây là dưới sườn ao này. Bên đây là dãy rừng đẹp này, đánh là sườn dãy sườn nước này. Cái này thì không có hàng rồi anh em ơi. Đây, lồng đây, nhưng mà không có rắn đâu. Đây là một cái bãi này thì đặt hai cái là ok anh em. Đây mình đang đặt hai cái bẫy. Giờ đi qua sang đây thăm cái thứ hai. Đây không biết là hang chuột hay hang rúi nó ăn gốc chèn anh em này. Đấy. Bãi lại là mình hay đánh lắm anh ạ. Nói chung năm nào mình cũng đánh và cũng được hàng hết. Ở dưới này còn mấy cái lồng cũ mình bỏ đi. Đây. Cái lồng để lâu nó kém rồi bỏ anh em. Không tiếc là gì cả. Tiếc đánh những cái lồng này nhiều lúc vào rắn rồi lại bị mất rắn lại tiếc. Đây, bầy đang đánh trong trong hẻm này. Đây, có hàng rồi anh em ơi. Đây. Một em rắn gì ấy. Để em xem tí xem. Anh em lưu ý nhá. Anh em đánh bẫy rắn ấy thì anh em chọn cái bãi rậm bên trên này, này. Đấy, bên trên rất là rậm rạp. Bên dưới này thì quang anh em nhé. Quang thoáng và ánh nắng sẽ không tới được lồng rắn là sẽ đỡ bị chết con mồi của mình hơn. Và quang thoáng thì rắn sẽ đi lại dễ hơn và sẽ đến chỗ bẫy của mình sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Đây. Nó sẽ không bị chết mồi và lồng mình đánh sẽ được đảm bảo hơn. À, thì em rắn thủ châu anh em ạ. Này thì cũng bình thường không được to lắm anh em ạ. Này con này thì vào mấy hôm rồi. Lúc test hết đầu rồi. Mình mấy hôm mình không đi thăm rồi. Hôm nay mẹ đi thăm. Nếu anh em mà còn thắc mắc về chỗ đặt bẫy rắn và tìm địa điểm đặt bẫy và đặt như nào cho nó đẹp mà tỷ lệ ăn hàng cao ấy thì cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ chỉ cho. Con này vào mấy hôm rồi anh em ạ? Lúc cũng test hết đầu à.
Rồi, xin chào tạm biệt anh em nhé.